Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Ất Tỵ tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trần. giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, phú đăng hỏa, ngày ất tỵ tức can sinh chi, nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, phú đăng hỏa, kỵ tuổi, kỵ hợi, tân hợi, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, quý dậu ất mùi, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày tỵ lục hợp với thân, tam hợp với xỉu và dậu thành kim cục, xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi quý hợi, tân hợi, tân tỵ tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tí, nhâm tí, canh dần. về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao đại hồng sa, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao huyền vũ, kỵ về an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây bắc, tài thần, hướng đông nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021 Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đón xem Từ vi tuổi Tý thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày khá thoải mái và dễ chịu khi bạn đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ dường như bạn tuổi Tý không phải đối mặt với bất cứ lo lắng nào hay là thách thức nào trong ngày hôm nay. Nhưng như thế không có nghĩa rằng bạn không thể thoải mái kê cao gối mà ngủ được. Và với bạn tuổi Tý, vấn đề mà bạn phải hướng tới là những thay đổi sẵn sàng cho sự chuyển mình khi cần thiết thay vì thái độ thụ động. Có thể thời gian vừa qua bạn đủ may mắn cho nên bạn không phải nỗ lực nhiều. Tuy nhiên, một khi bạn kết hợp được chúng với sự sáng tạo và nhiệt tình của mình thì kết quả sẽ càng tốt hơn. Và xem lịch vạn niên cho thấy hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm Tân Sửu Ngày này lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên khởi tạo, tạo tác, mọi việc đều tốt. Tốt nhất là về xây dựng nhà cửa, chôn cắt, cưới gã, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo. Vì vậy với bạn tuổi Tý nên sắp xếp công việc để thực hiện sao cho đạt được kết quả tốt nhất. Về từ vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, hãy ở bên người mang lại cho bạn nhiều nụ cười nhất có thể. Từ vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, giữ vững quyết tâm và tinh thần lạc quan. Từ vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa đưa ra được những lời khuyên xác đáng cho bạn bè, người thân. Tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ hãy giữ vững quyết tâm của mình trong từng việc làm nhỏ nhặt. Tử vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc không có nhiều thời gian cho sự lãng phí thời gian với những người không phù hợp. Về đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao con số may mắn số 22, số 75, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bà tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tị dậu Sửu phù trợ. Cái điều này mang tới chuyện tình cảm cho bạn trong ngày hôm nay được tốt đẹp. Thay vì tập trung cho công việc quá nhiều thì ngày này với bà tuổi Sửu nên hướng tới gia đình và những người thân yêu của mình. Đây là cơ hội để cho bạn tuổi Sửu hâm nóng lại ngọn lửa tình yêu với người mà bạn đã gắn bó hoặc đơn giản là dành thời gian cho các hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn một chút. Đây có thể là cơ hội để cho bạn tìm kiếm một đối tác phù hợp cho mình nữa. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh dự báo cho bạn đang có được những tiếng cười, những sự khích lệ truyền năng lượng cho bạn trong ngày hôm nay. Vậy thì bạn hãy sử dụng nguồn năng lượng ấy một cách tích cực nhất mà bạn có thể trong ngày hôm nay. Đừng có căng thẳng, đừng có làm mọi việc trở nên rối rắm không cần thiết. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này mang lại cho bạn có được những tin vui liên quan tới sức khỏe của bản mệnh hoặc là những người thân trong gia đình. Bạn nên ý thức cao hơn trong việc chăm sóc cho bản thân mình, dù là việc nhỏ cũng phải xem xét cho kỹ lưỡng, không nên chủ quan trong vấn đề về ăn uống, giờ giấc thực hiện việc ăn uống, ngủ nghỉ mỗi ngày sao cho hợp lý, khoa học để sức khỏe của mình được cải thiện tốt hơn. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc tiến triển theo đúng như kế hoạch mà bạn đã định ra từ trước đó. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, bạn thực lòng ngưỡng mộ và yêu thích ai đó nhưng chưa biết cách ngõ lời như thế nào. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, mở rộng tiếp xúc và giữ quan hệ với những người đáng tin cậy. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, bạn đủ lạc quan để có thể thấy được những điều tốt đẹp của tất cả những người xung quanh, từ vi tuổi quý xỉu thuộc mệnh mộc, có người nói nhưng không có nghĩa là giữ lời khiến cho bạn buồn. Về đánh giá của bạn tuổi xỉu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 59, số 68, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi dần cần phải có trách nhiệm hơn trong những hành động của mình ngày hôm nay. Nếu bạn muốn giải quyết mọi công việc đau vào đấy thì bạn đừng có trì hoãn những công việc mà bạn đã hứa hẹn hoặc là giải quyết chúng thiếu cẩn trọng bởi vì đó hoàn toàn không phải là một giải pháp hay cho bạn. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh và đây là báo hiệu cho những vấn đề liên quan tới tiền bạc của bạn được hanh thông, thuận lợi. Một số người còn có được may mắn trả được hết nợ nần, rút được những gánh nặng bấy lâu nay mà bạn đang phải mang trên vai trong suốt thời gian vừa qua. Trong vận trình ngày thứ bảy này, bạn tuổi dần cũng đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh, cho thấy ngày hôm nay là ngày để cho bạn có thể xích lại gần nhau với bạn bè, người thân và bạn có thể chia sẻ với họ những trăn trở, những muộn phiền về những ưu tư ở trong lòng. Và nhờ thế, bạn sẽ được xoa dịu, được họ hỗ trợ, mối quan hệ cũng nhờ thế mà trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều nữa bạn tuổi dần nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy cố gắng vượt qua mọi trở ngại thách thức ở trước mắt rồi bạn sẽ được yên bình tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa sẽ có những quyết định khôn ngoan liên quan tới tiền bạc tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ dễ vướng phải sự cạnh tranh hoặc là tranh chấp trong ngày hôm nay tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc quân trĩa có ý kiến hay ho giúp cho bạn xây dựng được những kế hoạch tốt đẹp từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, hợp tác với mọi người, không nên tự tách mình ra khỏi tập thể. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 48, giờ tốt. Từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi Từ vi tuổi mão thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão á, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang có được báo hiệu trải qua một ngày có được nhiều may mắn về tài chính khi bạn đang có được sự giúp sức nâng đỡ của thiên tài dường như với bà tuổi mão đòi được một khoản tiền nào đó hoặc là thu được một khoản lợi nhuận từ một khoản đầu tư nào đó trước đó tuy nhiên bạn cũng đừng vì thế mà chi tiêu một cách phóng tay thiếu đi sự tính toán nhé trong vận trình ngày thứ bảy này, bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có mộc hỏa tương sinh. Cái điều này cho thấy về phương diện sức khỏe của bạn lại khá tốt. Sau một tuần bận rộn thì hôm nay là một ngày để cho bạn thả lỏng và thư giãn một chút những bộ môn tập luyện như là yoga, bơi lội sẽ giúp cho tinh thần của bạn được thư giãn. Đây cũng là ngày để cho bạn kết nối những tâm hồn, giá trị cốt loại trong chính con người của bạn nữa. Và ngày này, xem tử vi cho thấy và theo hải thượng lạn ông, hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm tân Sửu nhân thần ở trong lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Vì vậy bạn mạnh tuổi mão nên nhớ là tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa châm trích ở các vị trí này trong ngày hôm nay. Về từ vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, nhớ là lựa chọn lời nói cho vừa lòng nhau, đừng có bộc phát cảm xúc quá mức. Từ vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, kết nối được với một người bạn lâu ngày mới gặp. Từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tự tin hơn vào khả năng của mình khi bạn thực hiện được một số nhiệm vụ. Từ vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tránh đưa ra những ý kiến quá chủ quan về điều gì đó mà bạn chưa biết rõ. Từ vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, học hội được điều khá hay ho từ mạng xã hội hoặc là website nào đó. Và đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 36, số 55, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi Thìn. Từ Vi Tuổi Thìn, thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn Tuổi Thìn, ạ cho chúng ta thấy là với bạn Tuổi Thìn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh và đây là cơ hội để cho bạn có thể kết nối một cách chặt chẽ hơn với tâm hồn, mong muốn và kỳ vọng của bản thân mình điều này cũng khuyến khích bạn hướng tới những thay đổi tích cực cho đời sống. Vậy thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không dấn thân để khẳng định mình nữa chứ? Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh rất tốt cho cái chuyện tình cảm của bạn mệnh trong ngày hôm nay. Nếu như có khúc mắc gì chưa được giải quyết thì lúc này bạn nên xử lý rất chi là tốt. Và hôm nay Hai người rất dễ dàng, thuận lợi trong việc tìm kiếm tiếng nói chung, căng thẳng sẽ sớm được hóa giải mà thôi. Và ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về từ vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa một số kẻ nói hay, nhưng chưa chắc làm đã hay. Từ vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, có ai đó hỗ trợ nhiệt tình cho bạn trong công việc, cũng như là trong cuộc sống. Từ vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, có người đáng tin, để cho bạn có thể trút bầu tâm sự. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim, hãy nhìn xa hơn một chút, bạn sẽ có được những quyết định khôn ngoan hơn. Từ vi tuổi nhâm thìn cuộc mệnh thủy, bạn thành công phần nhiều và được hỗ trợ nhiệt tình từ mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 57, số 62, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ ạ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ trực giác của bạn trong ngày hôm nay vô cùng là nhạy biến và hiệu quả dưới sự tác động của chính quan chiếu mệnh vậy thì bạn hãy sử dụng chúng một cách hiệu ích nhất có thể cho công việc của mình bạn hãy để cho chúng mách nước cho bạn với những thông điệp giá trị khi mà bạn đứng trước những ẩn số khi bạn đang cảm thấy tò mò về bất cứ điều gì đó nhé và trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có hỏa khí vượng cái điều này sẽ không tốt cho các mối quan hệ xã giao và sức khỏe của bản mệnh bạn mệnh tuổi tỵ nên lựa chọn đồ ăn uống phù hợp trong thời tiết nắng nóng nên ăn đồ mát tránh đồ cay nóng hoặc là ăn lẩu rành cho những thời tiết mát mẻ bạn tuổi tỵ nhé và với bà tuổi tỵ bạn cũng đừng quên gia đình là chốn nương náu, đem lại cho bạn có được những khoảnh khắc thư giãn, những giây phút yên bình. Và hôm nay là cơ hội để cho bạn mang tới những điều bình dị cho những người thân hoặc đơn giản là dọn dẹp lại văn phòng, thêm phần ngăn nắp và gọn gàng. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh họ, hãy thử lắng nghe những lời khuyên, góp ý của người khác. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, bạn giành lại được niềm tin từ những người có tính, khó tính nào đó. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, công việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, hãy dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, tin tưởng vào năng lực của bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao tài lộc, 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn số 13, số 65, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Từ vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bà tuổi ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội đưa đến cho bạn có được những hoạt động gặp gỡ tương tác đòi hỏi bạn tuổi ngọ phải có sự chú tâm để xử lý công việc sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Ngoài ra với bà tuổi ngọ bạn sẽ dành nhiều thời gian cho các việc như là thương thảo, các cam kết mà bạn chưa thực hiện trọn vẹn. Và điều này là hoàn toàn cần thiết nếu như bạn muốn có được sự tôn trọng của mọi người xung quanh. Và trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi ngọ sự tự phê bình và tạo động lực cho bản thân là thực sự cần thiết cho bạn. Nhưng bạn đừng quá mức. Nếu không bạn sẽ dễ cảm thấy chán nản và bùng nổ nữa. Ngoài ra, với bạn tuổi ngọ nên tránh việc hành sự trẻ con ích kỷ nếu không mọi người sẽ xa lánh bạn nữa đó nhá ngày này bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có họa khí vượng cái điều này sẽ không hề tốt cho sức khỏe của bạn nhất là đối với những người cao tuổi hoặc là trẻ con nên hạn chế đi ra đường trong những ngày nắng nóng nếu có thể nên dành phần lớn thời gian để ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mình về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim với những điều tốt đẹp luôn tồn tại khi bạn có được niềm tin tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nhận được sự giúp đỡ của nhiều người nhưng vẫn có kẻ xấu ngấm ngầm hãm hại tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nên quan tâm đến suy nghĩ cảm nhận của mọi người xung quanh tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ có những đối tượng bạn không nên nói chuyện cùng tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc không nên thực sự thực hiện những công việc quan trọng trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tứ ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 32, số 54, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phụ trợ tuổi dần, tuổi mùi. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi đang gặp được ngày của tam hội phù trợ, cái điều này giúp cho bạn đánh dấu sự khởi đầu hoặc là sự kết thúc trong mối quan hệ về tình cảm nào đó. Dường như với bạn tuổi mùi đang có xu hướng hành sự theo cảm tính và đưa ra những quyết định dựa trên chính những cảm xúc của mình thay vì để ý bất cứ yếu tố nào khác. Và trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi, nhờ có được thiên ấn chiếu mệnh, cho nên với bạn không sẵn sàng cho bất cứ việc lập kế hoạch hay là dẫn thân vào hành động nào đó. Nhờ thế mà bạn có được thời gian cho những cảm xúc cá nhân, cho những giấc mơ riêng của mình. Và điều này là hoàn toàn phù hợp cho những ngày cuối tuần với bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với ban tuổi mùi lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy với bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ. Vì thế, thay vì một mình ôm lấy mọi trách nhiệm và rồi mệt mỏi, quá tải, tại sao bạn không thả lỏng và thư giãn một chút? Hãy chia sẻ công việc với mọi người để có được sự hỗ trợ từ họ còn bạn thì thả lỏng một chút. Đây là ngày để cho bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp nữa nhé. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy có những tín hiệu tốt trong vận trình của mình ngày hôm nay. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, thông tin đánh giá bạn được ai đó cung cấp. Từ vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, sẵn sàng tinh thần để đối diện với những điều không mong muốn. Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc, nhìn rõ hơn bản chất của con người cũng như là sự vật, sự việc. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 25, số 58, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi Thân thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân ạ. À cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hỏi cái điều này nhắc nhở bạn tuổi thân ngày này sẽ không tốt cho những kế hoạch mà bạn đã dự định nếu như bạn vẫn cố tình làm thì rất dễ mắc phải những sai sót và nhắc nhở bạn cần phải cẩn trọng bạn tuổi thân có thể rời sang thời gian khác để thực hiện những công việc quan trọng quản ngay từ bây giờ, bạn nên có khâu chuẩn bị thật tốt thì sẽ tốt hơn. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tử thân cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này nhắc nhở bạn nên chịu khó vận động và cho mình một ngày bận rộn thì chắc chắn bạn sẽ có được những phút giây rất hiệu quả và ngược lại nếu như bạn lười biếng và không chịu vận động thì những phút giây đi qua sẽ thực sự rất lãng phí cho bạn nữa đó nhé. Ngày này với bà tuổi thân cũng đang gặp ngày có kim khắc với họ, cái điều này cho thấy guồng quay của đời sống thường nhật có thể khiến cho bản mệnh cảm thấy chán nản và uể oải, nhưng đó là một điều kiện cần thiết nhất là khi bạn muốn giải quyết các công việc thực tế đang còn giang dở. Khi bạn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì bạn sẽ có được thời gian làm điều mà mình mong muốn mà thôi vai tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy không nên vội vàng nghe theo lời kể từ một phía của bất cứ ai. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa hạn chế tình trạng cả thèm chóng chán. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ tận dụng và phát huy điểm mạnh của bản thân. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nên lập ra những kế hoạch để phấn đấu rõ ràng mới mong tín bộ được. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim có ai đó cố tình hại bạn nên cẩn trọng bạn nhé. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 79, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn. Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ cho nên với bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu trải qua một ngày có nhiều niềm vui hạnh phúc trong chuyện tình cảm có thể vì đối phương hôm nay rất chiều thiêu sở thích của bạn thậm chí là có những điều ngô nghê nhất nữa. Một số bạn đang quản độc thân hứa hẹn sẽ có được tình yêu đẹp khi cách mà bạn thể hiện khá phù hợp trong việc lựa chọn một nửa của mình. Và ngày này với bạn tuổi dậu, nếu như bạn không muốn phải đối đầu với những điều bất ngờ kiếm vui trong ngày khi bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, thì cách tốt nhất là bạn hãy có sự chủ động suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề trong ngày. Bạn cũng nên thực hiện những lời hứa mà bản thân đã đưa ra thay vì chỉ nói cho vui miệng. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Với bạn đang có xu hướng cả thèm chóng chán, tức là bạn đang hứng khởi với một điều gì đó ở phút này, nhưng phút sau lại trở nên thiếu tập trung và bắt đầu quan tâm tới những mục tiêu khác. Thế nên, đây là một ngày không thực sự hiệu quả cho bạn Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, bạn đang có dấu hiệu ham hư danh rồi đó nhá. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa cần phải chú ý tới đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp với mình. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ nên sống thật, đừng có sông ảo quá nhiều. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, mối quan hệ xã giao phát triển thuận lợi. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 64, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Thì. từ vi tuổi tuất thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cái điều này mang tới sự hào hứng với việc học hỏi tìm tòi những kiến thức mới mẻ cho bạn vậy thì đây là cơ hội tốt để cho bạn tham gia các khóa học hay đơn giản là thử tìm hiểu một môn học nào đó cho bản thân mình với sự hứng thú. Đừng có lãng phí ngày cuối tuần này với mình bạn tuổi tuất nhé. Và với bạn tuổi tuất đừng có xem thường những gì mà bạn học hỏi được trong những ngày cuối tuần rảnh rỗi với những kiến thức mà bạn có được sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc và trong những hoạt động của đời sống nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho họa vượng, cái điều này cho thấy bản mệnh đang được bù đắp về chuyện tình cảm, bạn may mắn có được người yêu thương hơn là chính bản thân họ và hôm nay khá hứa hẹn cho việc hẹn hò đối với những bạn đang còn độc thân nữa. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với nửa kia, tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ có ai đó đưa cho bạn chỉ dẫn phù hợp có ích, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, tránh ký kết những hợp đồng quan trọng, tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, chờ đợi thời cơ thích hợp nhưng đừng có bộ lỡ cơ hội tốt đang có, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, hãy thăm hỏi một người họ hàng xa lâu không liên lạc. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 32, số 54, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thân. Từ vi tuổi hỏi thứ bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này khiến cho bạn vướng vào mối quan hệ rắc rối mà bạn chưa từng nghĩ tới bao giờ và ngày hôm nay á dù thế nào đi nữa bạn cũng cần phải bình tĩnh thì mới có thể xử lý được vấn đề nếu không mọi sự sẽ càng trở nên rối riêng hơn với bạn trong ngày hôm nay với bạn tuổi hợi nếu như bạn càng cố gắng làm gì thì lại càng sai sót bởi bạn đang có sự tác động của thương quan chiếu mệnh với các quyết định sai lầm về tài chính có thể đưa bạn vào những rắc rối không mong muốn và để tránh cho những phiền toái đó thì cách tốt nhất cho bạn tuổi hợi là bạn nên có sự tính toán kỹ lưỡng trước khi có sự lựa chọn cho riêng mình trong ngày hôm nay và ngày này với ba tuổi hỏi, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh rằng, có thể bạn đang rất cố gắng để biến những giấc mơ thành sự thực. Tuy nhiên, bạn lại đang không đi đúng hướng và đây là lúc bạn cần phải có kế hoạch cụ thể trước khi bắt tay vào hành động. Bởi vì nếu như bạn chỉ làm việc theo cảm hứng thì kết quả công việc sẽ không tốt cho bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, không nên tham lam những gì không thuộc về mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, ôm đồm nhiều thứ không liên quan cho nên cuộc sống cảm thấy mệt mỏi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, quan tâm nhiều hơn nữa đến nửa kia sẽ mang lại cho bạn có được một ngày vui. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, có người mang lại những rắc rối và phiền phức cho bạn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy đề phòng những đối tượng tiếp cận với mình đang có những ý đồ xấu bạn cần phải tỉnh táo để nhận định và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 46 số 69 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi mùi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.